ở đâu không ạ? Đây là khu vực Mỹ Hành Lam, Đức Hòa, Long An á, ngay cổng khu công nghiệp Hoàng Gia đó quý anh chị. Thì đây là khu vực Bình, một cái hướng vùng Bình này mới làm á, năm 2021 ha. Một hướng đi về tỉnh Lộ 10, cái hướng dự án Làng Sen hôm bữa mình có review cho quý anh chị ha. Đây là trục đường nối đến từ Làng Sen qua đây đây. Và cái hướng này là từ ngã ba ở khu vực Mỹ Hạnh này nối dài đến cầu Thầy Cai Đức Lập ha. Cầu Thầy Cai của Củ Chi đó quý anh chị. Đây cái hướng này của mình là mình sẽ đi về lại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang đi trên con đường trục đường Nguyễn Văn Bứa nha. Khu này mật độ giao thông xe cộ đi lại rất là nhiều. Thường thì những buổi chiều hay là những buổi sáng tầm 9-10 giờ là hay kẹt xe trên đường Nguyễn Văn Bứa quý chị. Đây có một cái điện máy xanh lớn. Dự án Phúc An City đây, Phúc An City của Trần Anh. Cái trục đường chính này vô là toàn là bộ shop house á, giờ thấy kinh doanh rất là nhiều. Có nhiều những người đã kinh doanh ở tại khu vực phía này. Đây là văn phòng tổng điều hành, có cái Nam Phương Coffee. Cái trục đường này kinh doanh được hết chứ, kinh doanh rất nhiều. Sắp này ở dưới sân này có kinh doanh được cái này, có kinh doanh rất là nhiều. Đây có cái hồ bơi dân phòng tổng này, kinh doanh cơm phở rồi cũng rất là. Đây là cái khu vực nhà xe, khu vực nhà xe. Khi mình ở chung cư thì mình gửi xe ở đây, xong rồi mình vào khu vực chung cư. Đây khá nhiều cái lốc chung cư như thế này. Thì cũng có những cái thông tin là thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng những cái chung cư xã hội như thế này để cho những người có thu nhập thấp á, người ta mua nhà ở á. Thì hy vọng là có sớm để những người có nhu cầu người ta mua người ta ở. Nhưng mà những cái suất đó thật sự là cũng chắc cũng khó mà mua được. Khu chung cư như vậy rất là đẹp nè quý anh chị. Chung cư ở đây diện tích khoảng chắc tầm 25 đến 36 mét vuông. Hiện tại ngày trước thì tầm khoảng 180 một căn, 180 rồi 220, 240 tùy theo khi mà mình lên tầng cao á, tại vì chung cư ở đây là nó không có cái thang thang máy mà mình phải đi là thang bộ, nên cái giá chung cư tầng cao thì nó sẽ rẻ hơn cái tầng thấp. Và những cái tầng dưới như thế này ngày trước hình như cũng khoảng 800 nha quý anh chị. 800 diện tích 40. Và nhà phố ngày trước thì mình bán những cái giải xếp hao mà cái đoạn đầu mình vô á thì nó tầm khoảng 1.350. Bây giờ thì nó kêu mấy tỷ rồi. Đó, cái lốc này cũng khá là nhiều nhà để coi xây nhà thô quý chị, xây nhà thô chứ là hoàn thiện bên ngoài, trong này xây đây cũng rất là nhiều người ta mua ta đầu tư chứ chưa có nhu cầu ta ở đó. Như những cái căn này là không có ai ở luôn. Đây là dự án Phúc An City giai đoạn 1 nha. Giai đoạn 1 không biết là có đi ngang ở nhà của mấy anh chị hay không, thì mình cập nhật cái tình hình dân cư ở trong đây cũng như buôn bán kinh doanh nào này kia ha. Con đường D2 với đường N8. Thì bây giờ mình đang đi con đường N8 này. Bây giờ là đường D1. Đường D1 trục chính nè.
thấy nhà cửa là ở ít, đa số là đóng và im đẹp. Con đường này ngay chỗ này có một cái đường băng ngang ở chính giữa, mà tới mặt là đi ngược lại ha, đi ngược lại. Dự án này được cái mặt tiền nó rất là đẹp nha quý anh chị. Cái mẫu nhà ở đây thì mình tùy theo sở thích của mỗi người, nhưng mà mình thấy cái mẫu nhà này thì nó không có được đẹp bằng cái giai đoạn 2, giai đoạn 3 ha. Chắc là cái mẫu nhà này nó cái giai đoạn đầu tiên nên mình chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc xây dựng mẫu nhà thiết kế, còn mẫu nhà cũ. Công viên ở đây rất là nhiều xe hơi về đậu. Khu vực này thì dân ở khá là nhiều, có những cái đồ chơi như thế này đấy. Buổi chiều thì cư dân có thể ra tập thể dục rồi cho con em mình chơi nha. Đây là con đang ở cái đường N10 và D9. Khu vực này là đường N11 luôn quý vị. Khu vực này thấy bắt đầu ở nhiều rồi đó. Nhiều ở khá là nhiều, mặt trong này ở nhiều ha, buôn bán kinh doanh đồ này ở đây kinh doanh đa số là người ta thấy tạp hóa và cà phê nha. Mặt ngoài kia thì ở ngoài là bất động sản. Sau nối kết là cái giai đoạn 2, giai đoạn 2 thì ở đây giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thì ở đây bị khúc về quý anh chị, bị khúc về những hàng cây ở đây à, chưa có kết được với nhau nha. Đó. Mặt dưới đây thì cũng có dân ở. Thì nói chung mình mua một cái nhà trong đây thì mình có thể kinh doanh tập khá nhỏ nhỏ, hoặc là mình mua được cái là đường xá đồ rộng rãi ha, đường xá rộng rãi, thiết kế kiểu mẫu đầy đủ. Đầu ra phải cái chốt này nó cũng một cái con đường ở phía ngoài như thế này, đường bê tông, nối kết được với nhà của người dân thôi. Mình có những cái mặt đường bê tông như thế này ha. Sẵn đây mình đi thử đi, có vô được cái giai đoạn 2 không quý anh chị. Bây giờ nói chỉ tới đây rồi. Đây là tổng thể hết rồi đó quý vị, thì nó vướng nhà người dân nha, chưa đền bù thì cái khả năng nấu cốt của cái khu vực là rất là khó. Do khu vực này dân cư ở rất là đông nên coi như là cái dự án này thì không biết vô tư có thể đền bù được không. Theo mình thì rất là khó nha, tại vì dân cư ở xung quanh nó rất là đông, mà bây giờ mà giải tỏa nên người ta cũng không có chịu đi đâu. Tại đây là một cái dự án của tư nhân ha, nên hiện hữu dự án tới đâu nè, có anh bé chạy về không, hiện hữu dự án tới đâu thì mình hay tới đó thôi. Khu vực đường D9 là đường N10 chính công viên. Rồi khá là
nhiều. Đây cũng có một cái công viên ở đây, công viên như thế này. Dân ở đây thì cũng ở nhiều, xe hơi cũng khá đó. Chị đây thì cũng nhiều, chị cũng có xe hơi này. Đây cũng gọi là coi như là một cái dự án nhà cao cấp vậy quý anh chị, với cái tầm tiền 2-3 tỷ là cũng hiện hữu. Bây giờ giá tầm 7 tỷ thì các anh chị mà tiền ít một xíu thì coi như đây cũng là một cái dự án nhà cao cấp nha, cao cấp của khu vực Long An. Với khu vực Long An bây giờ hiện hữu thì bán những cái dãy nhà tầm khoảng vài trăm triệu là nhiều, nhà sổ chung đó. Còn đây là nhà sổ riêng á, nhà sổ riêng và nhà liên kế kiểu mẫu giống như kiểu biệt thự vậy đó quý chị. Và đây là mình đã đi hết một cái khu xung quanh một cái dự án ha, để đó văn phòng điều hành. Giờ mình ra cổng ra của cái Phúc An City đây, cái đường tỉnh lộ 8 đó. Tiền shop nào kinh doanh khá là nhiều, sau hai ngày trước tầm khoảng ở khu vực phía ngoài tầm khoảng 1.8 tỷ, sâu trong 1.350 tỷ, giờ lên mấy tỷ rồi, giờ chưa kêu có 4 tỷ chứ gì. Lộ 824 của Đức Hòa, tỉnh Long An ha. Mời quý anh chị cảm thấy hay thì hãy nhớ đăng ký kênh, ủng hộ một like, chia sẻ để mình có động lực đi quay tiếp những cái dự án nhà phố cho quý anh chị tìm nổi ha. Hiện tại bây giờ cũng là 11:54 rồi quý anh chị. Đường tỉnh lộ xe rất là đông quý anh chị. Rồi xin cảm ơn.